Thưa xin chào các anh chị em. Hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ trao đổi được với các anh chị em một số những suy nghĩ của mình. Tôi trong thời gian khoảng một tuần nữa đó, là tôi có những cái chuyện rất là đặc biệt và rất có thể là tôi không có mặt trên trên live stream được, chỉ trừ những trường hợp là khẩn cấp thôi. Nên thưa các anh chị em, ngày hôm nay nó quá đang xảy ra có quá nhiều những sự kiện mà nó vượt ra khỏi cái tầm gọi là cái tầm suy luận bình thường của chúng ta. Trong thời gian vừa qua đó, trên một số những cái trang truyền thông người ta nói đến rất nhiều về những cái hiện tượng gọi là người ta kêu là hack, tức là biến đổi khí hậu, những cái phương tiện, những cái máy móc và những cái công trình để tạo ra những sự biến đổi khí hậu. Và song song với những sự tiếp cận, tức là chấp nhận nghiêm chỉnh cái sự báo động đó, thì cũng có rất nhiều anh chị em chúng ta nói rằng đó là thuyết âm mưu. Ở đây tôi không có cái nhu cầu là tranh cãi rằng những cái chuyện đó nó thuộc về thuyết âm mưu hay là nó đang là hiện thực. Tuy nhiên tôi là một người nông dân, một người sinh ra từ ruộng đồng, và câu chuyện của thiên nhiên, câu chuyện của mưa nắng, nắng mưa, gió máy sấm sét, nói chung là mùa màng đấy, thì chúng tôi buộc lòng phải quan tâm. Không quan tâm không được, bởi vì nó là sự thiết thân liên quan đến đời sống của mình từ khi mình đứt mắt ra. Và với cái vị trí đó, với vị trí của những người nông dân như vậy, tôi cảm thấy rằng những cái điều mà có những người họ báo động ở tầm cấp thế giới đó, báo động về cái chuyện gọi là biến đổi khí hậu, những cái nỗ lực làm ra biến đổi khí hậu. Thí dụ như trên trang Facebook của anh Huỳnh Công Phải là anh chạy rất nhiều những cái hiện tượng, những cái hình thái của những chiếc máy bay mà họ thả những cái chất hóa học vào trong bầu trời. Tuy nhiên nhiều người, ngay như trong anh em của chúng ta, cũng nói rằng cái đó chỉ là sự tưởng tượng thôi, những cái đó nó là thuyết âm mưu. Với tôi không coi đó là một thuyết âm mưu nữa, mà tôi coi đó là âm mưu có thật, nó không phải là thuyết. Ngày hôm nay đời sống khí hậu tại Việt Nam hết sức là đặc biệt, mà không phải chỉ có tại Việt Nam không, ngay như tại Pháp, tại Âu Châu cũng thế. Mùa màng, thời tiết của Pháp bây giờ là gọi là mùa xuân rồi, tức là tháng 4. Đã bắt đầu vào tháng 4, nguyên tắc là đã ấm, mà những cái chuyện cây trồng, những cái chuyện ương cây tự nhiên là đã trổ mầm. Và cái thời tiết đó, là nó là thời tiết tương đối là không có bị thay đổi quá nhiều giữa ban đêm với ban ngày. Tuy nhiên nếu là những người có sự quan tâm đủ về vấn đề khí hậu, cũng như là sự hiểu biết cụ thể về khí hậu đó, về nhiệt độ trong ngày đó, thì sẽ thấy rằng hết sức là bất thường tại Pháp. Nói ở Pháp nghĩa là toàn Âu Châu. Vì thế đối với tôi, cái chuyện bảo rằng đó là thuyết âm mưu về cái chuyện biến đổi khí hậu đó, nó không phải là thuyết, mà nó là những điều đang xảy ra, nó là sự thật. Đó là những điều thuộc về gọi là nhân định, tức là con người ta muốn làm ra như thế để đạt được những cái quyền lợi của mình, đạt được những cái yêu cầu, những cái tham vọng của mình. Song song đó, nó liên quan đến
một lĩnh vực tâm linh, những cái thiên tượng. Chúng ta ngay như tại Việt Nam, chúng ta đang bị một cái bối cảnh hết sức là rối ren tại miền Tây và Sài Gòn của chúng ta. Cái câu chuyện mất nước đó, nó đang làm cho mất nước về vật chất đó, tức là khát nước, mất nước, thiếu nước sinh hoạt và nước uống, thậm chí là nước uống nhưng không phải là nước sinh hoạt không. Thì cái hoàn cảnh đang xảy ra là chính anh em chúng ta, chính đồng bào của chúng ta lo lắng cho nhau. Chứ các ông chính quyền không có một cái hành động nào cụ thể cả. Thực ra là cái câu chuyện mất nước của mất nước về vật chất nha. Tôi chưa nói đến chuyện mất nước về tinh thần. Bởi vì nói cái chuyện mất nước về tinh thần ấy thì nó nặng nề lắm ạ. Tôi đang nghĩ rằng tổ phụ của chúng ta, thần linh của chúng ta, thần linh của nước Việt, tôi tin tưởng hoàn toàn và rất là mãnh liệt rằng thần linh của nước Việt vẫn còn tồn tại chung quanh chúng ta, và họ cần phải có một cái giai đoạn, một cái giai đoạn để cho hậu duệ của họ phải tỉnh lại. Bởi chúng ta đừng quên rằng chúng ta là một cái giống dân Việt duy nhất còn tồn sót lại trong xã hội loài người của ngày hôm nay, còn có tên là Việt, còn mang tên quốc gia là Việt, và còn nhận tổ phụ mình là Văn Lang, là Hùng Vương. Trong khi cả gọi là hàng trăm giống Việt, Bách Việt, những cái giống Việt lớn lao như là Sở Việt chẳng hạn, Ngô Việt, Sở Việt, Mân Việt, Điền Việt, tức là rất là lớn lao, thì đã mất dấu rồi. Họ là hậu duệ, họ là dòng máu của Việt, của giống Bách Việt, kể cả là văn hóa đấy. Nhưng ngày hôm nay, tức là suốt cả 100 năm nay, họ là tàu, họ được coi là tàu. Và rất nhiều người không nhận mình, không còn đủ sức để nhận mình là Việt nữa, mà coi là tàu hết. Coi là Hán, coi là tàu hết. Đây là một tai họa, và cái tai họa này nó ảnh hưởng tâm lý đến cả thần linh. Khi mà con cháu hậu duệ không nhận tổ phụ, không bái lạy tổ phụ, không nhìn nhận tổ phụ, không tôn trọng, không kính trọng tổ phụ, thì chuyện đương nhiên là các ông cũng ngoảnh mặt đi thôi. Cho nên cái giống dân Việt mà ngày hôm nay chúng ta gọi là Việt Nam, tức là chủ yếu là Lạc Việt của chúng ta, là còn có cái tên Việt. Mà nói đến Lạc Việt không có nghĩa là chỉ có một giống dân Lạc Việt, bởi vì nếu mà nói là giống dân Lạc Việt không đó, thì chủ yếu là người Mường. Người Mường là chủ nhân ông của bản gen Lạc Việt, chính là người Mường này. Nhưng cái đất Lạc Việt nó là cái đất hội tụ rất nhiều những giống dân từ phương Bắc đã đổ xuống phương Nam, trong đó có rất nhiều những người tinh túy. Thí dụ chúng ta đề cập đến dòng họ Hồ cũng vậy. Chúng ta đề cập đến Hồ, nghĩa là Hồ Quý Ly, và tiền thân của cái dòng họ Hồ của thế kỷ thứ 9, thế kỷ thứ 10, tức là khoảng những năm 940-950, là có một dòng họ Hồ, chính là ông Hồ Hưng Giật, bồ đoàn thê tử của một vị tiến sĩ Hồ Hưng Giật. Hồ Hưng Giật là người Mân Việt ở tỉnh Chiết Giang, và đến Nghệ An để gọi là để chấn nhậm một cái nhiệm vụ gọi là nhiệm vụ làm quan của triều đình của nhà Đường thời bấy giờ. Và kể cả là dòng họ Lý của chúng ta cũng vậy, là phát tích của dòng họ Lý của chúng ta cũng dính dáng đến rất nhiều những, tức là thủy tổ đó, là liên quan đến dòng Mân Việt. Vì thế đó, chúng ta đang cần nhìn thấy đó,
cái chuyện đất nước Việt Nam, con người Việt Nam và dòng giống Việt Nam ngày hôm nay là một dòng giống còn tồn sót duy nhất lại trong cái dòng Bách Việt. Và vì thế tổ phụ của Bách Việt sẽ bằng mọi cách để bảo vệ cái gọi là cái bản gen duy nhất còn sót lại mang tên Việt là chúng ta. Nhưng chúng ta cũng cần phải nhìn lại rằng chúng ta có xứng đáng hay không. Những người mang dòng máu gọi là Việt Nam ngày hôm nay là hội tụ của cả Tây Việt, tức là Điền Việt, tức là Vân Nam, Việt Vân Nam, Điền Việt và Mân Việt cũng như là Lạc Việt, thì chúng ta có thấy rằng chúng ta xứng đáng hay không? Hay chúng ta cũng đang bị trôi nổi vào gọi là cái tâm lý chung, cái phản ứng chung của những giống Việt mất gốc? Chúng ta nhìn cái câu chuyện tại Hồng Kông, tại Hương Cảng đó, tức là cái cuộc cách mạng gọi là cách mạng Hồng Kông đó, họ không có, tức là họ chưa có thành công được, nhưng đó là một cái vết tích để cho chúng ta nhìn thấy rằng cái khát vọng của những người còn sống đang nối được với những người đã chết, tức là tiền nhân của chúng ta, thần của dòng Việt. Cuộc cách mạng Hồng Kông là tinh thần phục Việt của Mân Việt. Mà nói đến Mân Việt là nói đến Việt Vương Câu Tiễn. Nói đến Việt Vương Câu Tiễn thì lại nói đến một người phụ nữ hết sức đặc biệt. Thưa các anh chị em, nhìn như vậy để chúng ta ngày hôm nay gọi là tháng này là tháng 4. 30 tháng 4 năm nay là một cái thời kỳ đánh cái dấu mốc là 48 năm. 48 năm nhân cái gọi là kỷ niệm ngày 30 tháng 4. Chúng ta đã rất cần phải nhìn lại gọi là cái bản chất thực của cái hiện tượng 30 tháng 4. Điều gì nó đã dẫn ra 30 tháng 4? Và hệ quả của cái sự kiện 30 tháng 4 đó, nó dẫn đến điều gì? Phải chăng là nó dẫn đến sự tan nát cùng kỳ cực? Vốn dĩ người miền Nam và người miền Bắc, người Pháp khi họ vào Việt Nam, khi sau cái giai đoạn năm 1861 họ chiếm được 3 tỉnh gọi là coi như lục tỉnh, tức là 3 tỉnh miền Đông, và sau đó là làm chủ được lục tỉnh, tức là 6 tỉnh của miền Nam, của miền Đông, miền Tây, thì họ tiếp theo cái giai đoạn năm 1886, cái hiệp ước Pháp Thanh và 1871 1884 khi dứt điểm Thành Hoàng Diệu, tức là khi dứt điểm Hà Nội đó, thì họ đã chia đất nước Việt Nam của chúng ta ra thành ba kỳ. Cái việc chia thành ba kỳ như vậy đó, nó cực kỳ là quan trọng về vấn đề tâm linh, vấn đề đạo lý dân tộc. Từ cái giai đoạn năm 1884-86, hiệp ước Pháp Thanh và hiệp ước Paternot, người dân Việt Nam đã bị chia ra một cách khoa học. Nhưng cái sự chia ra một cách trầm trọng nhất là nó diễn ra sau cái giai đoạn kháng chiến 9 năm, tức là sau giai đoạn thành công của cuộc cách mạng gọi là cách mạng dân tộc dân chủ của Trung Hoa, tức là năm 1949. Cái cuộc cách mạng dân tộc dân chủ thực ra đó chỉ là cái tên thôi, đó chỉ là cái cách gọi thôi, chứ còn cộng sản thì không có dân tộc. Chủ nghĩa cộng sản là cào bằng dân tộc, chủ nghĩa cộng sản là
cao bằng tín ngưỡng, cao bằng tôn giáo. Và cái mục tiêu dân chủ nó chỉ là một cái bánh vẽ mà thôi. Giờ này chúng ta đang rất cần phải nhìn vào bản diện của vấn đề, bản chất của vấn đề. Để chúng ta nhìn thấy dân tộc của chúng ta bị lừa, cha anh của chúng ta bị lừa, cha anh của chúng ta là những con cừu, một bầy cừu được dẫn dắt chạy theo bóng dáng của một bóng ma. Bóng ma đó mang tên là Cộng sản, nhưng tức là dân chủ và Cộng sản, nhưng nó chỉ là cái tên thôi. Nó chỉ là cái áo phất phơ, gọi là cái bóng ma phất phơ cái áo đó thôi. Cầm cái lưỡi hái lướt trên đầu của cha anh của chúng ta, cha ông của chúng ta, để dẫn dắt cái bầy cừu chạy theo cái bóng ma đó. Cái bóng ma đó chính là bóng ma mà ngày hôm nay người ta đang bắt đầu lột trần chuồng nó ra. Đó là thế lực tam điểm, đó là thế lực Illuminati mà cả hàng ngàn năm rồi nó tìm đủ mọi cách để nó chen vào trong những mô hình chính phủ của tất cả mọi quốc gia, làm ra trận chiến Waterloo năm 1813 chính là chúng nó, làm ra cuộc chiến đó để chúng nó thống trị toàn Âu Châu, nắm tiền bạc toàn Âu Châu và nắm kinh tế, nắm chính trị toàn Âu Châu. Mà toàn Âu Châu lúc bấy giờ là đặc biệt là thằng Anh Quốc và thằng Pháp. Cái cuộc chiến Waterloo năm 1813 đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn thật rõ rằng đó là cái gọi là cái gọng kìm của thế lực Do Thái, giả danh Do Thái, thế lực Khazarian giả danh Do Thái thống trị thế giới một cách cụ thể, bắt đầu và trực tiếp đó, từ 1813 sau cái trận chiến Waterloo tại Bỉ. Cái câu chuyện xâm lăng vào Việt Nam, cái câu chuyện người Anh, thế lực của người Anh và thế lực của người Pháp bao trùm ở Á Châu, tức là chia đôi bởi dòng sông Mekong. Bờ tây của dòng sông Mekong là người Anh họ nắm, thí dụ như là Sri Lanka, thí dụ như là Ấn Độ hoặc là Miến Điện. Còn bờ đông, tức là bờ đông, bên phía bờ đông của dòng Mekong là Việt Nam, Lào, Campuchia. Đó là nó chia ra một bên là Anh Quốc, một bên là Pháp. Nhưng thằng Pháp chỉ là thằng tay sai thôi. Chúng ta đừng quên rằng sau cái trận chiến Waterloo năm 1813 là Pháp nằm dưới cái quyền thống trị, quyền lèo lái của Vương quốc Anh. Mà Vương quốc Anh thì Birmingham, Buckingham lại bị lèo lái bởi bọn giả danh Do Thái, Khazarians. Bọn mà ngày hôm nay tất cả những cái hệ thống tiền tệ, tiền bạc, tài chính là chúng nó nắm hết. Nói đến tiền bạc, tiền tệ, tài chính, chúng ta cũng đừng quên trong cái thời gian khoảng một năm vừa qua, vấn đề ngân hàng của Việt Nam là bị xáo xào lên. Từ cái chuyện một người đàn bà tên là Trương Mỹ Lan đến ngày hôm nay mới xảy ra là liên quan đến một người đàn bà là con của ông Nguyễn Tấn Dũng. Và trước đó những cái chuyện liên quan đến ngân hàng khác nữa, kể cả liên quan đến Dr. Rồi, nhìn cẩn thận chúng ta sẽ thấy rằng gọi là những cái tập đoàn tiền tệ của Việt Nam đang bị siết cổ lại. Và tiền ở đâu
để cho những cái tập đoàn tài chính của Việt Nam bốc lên trong vòng 15, 20 năm qua một cách rất là khủng khiếp. Dân thì đói đó, nhưng chúng nó rất là giàu, chúng nó rất là lớn. Và tiền bạc không phải là tiền bạc chỉ có sản sinh ra tại Việt Nam từ bất động sản hay cái này cái nọ, mà tiền bạc nó là một cái hình thái luân chuyển quốc tế, luân chuyển của thế giới, luân chuyển của quốc tế. Tiền và vàng luân chuyển quốc tế, và Việt Nam trở thành một cái điểm ít hay nhiều, đó là một cái điểm hội tụ đặc biệt của những đồng tiền quốc tế dơ bẩn, những đồng tiền quốc tế đặc biệt. Và những đồng tiền quốc tế đặc biệt ai làm chủ? Trong cái cuộc đó là cuộc bầu cử của ông Donald Trump cái giai đoạn năm 2000, anh chị em chúng ta có ai mang một cái suy nghĩ rằng nó có hai cái ông tổng thống, cựu tổng thống Mỹ đều có mặt tại Việt Nam một cái giai đoạn, ở trong một cái thời gian suýt sát nhau, trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng của phe gọi là phe Cộng hòa và phe Dân chủ của Mỹ như vậy, tại sao hai ông cựu tổng thống đó lại có mặt tại Việt Nam? Bill Clinton và Obama. Khi tìm hiểu thật kỹ, chúng ta sẽ thấy nó liên quan đến gọi là cái dòng sông tiền. Dòng sông tiền này không phải dòng sông tiền giang, dòng sông này là dòng sông ngân hàng, dòng sông tiền ngân hàng của thế giới. Cho nên sự xuất hiện của Obama trong cái giai đoạn cuối của cuộc bầu cử, gọi là cuộc tranh cử giữa Biden và Donald Trump, nó là một dấu hiệu cho chúng ta cần phải suy nghĩ. Đồng thời cũng đừng quên rằng một cái cánh tay rất là đắc lực của ông Donald Trump đã cũng tức là có mặt trong cái giai đoạn đó tại Việt Nam. Từ những sự có mặt đó cho chúng ta ngày hôm nay đang nhìn ra cái cục diện của Việt Nam là nó không có vô tình, nó không có đi ngoài, tức là những biến động về nhân sự tại Việt Nam cho tới ngày hôm nay cũng như về vấn đề biến động về ngân hàng, nó không phải là vô tình, nó không phải là tự nhiên nó sinh ra như vậy, mà nó đã có những đường đi chiến lược của cả hai phe, của cả hai phe của thế giới. Đại biểu là Mỹ nhưng đó là hai phe của thế giới, hai phe đang thống trị thế giới. Thưa các anh chị em, cái bản diện tay sai của Việt Nam, đặc biệt là của chế độ cộng sản, ngày hôm nay chúng ta nhìn cái sự kiện 30 tháng 4 nó xảy ra đã 48 năm, và đâu đó nó đã đến lúc cần cho chúng ta thật sự tỉnh thức, cần cho chúng ta gội bỏ dần đi những cái gọi là những cái ác cảm hoặc là thiện cảm, tức là những cái cảm tính bình thường của một con người, đặc biệt là con người Việt Nam. Con người Việt Nam là một con người hết sức cố chấp, con người Việt Nam là con người dễ tin, và một khi tin rồi đó, thì là sống chết. Người Công giáo Việt Nam cũng thế, người Phật tử Việt Nam cũng vậy. Phật tử Việt Nam hết sức là đặc biệt, tức là cực đoan thì cực đoan đến vô cùng, sẵn sàng gọi là sẵn sàng chém giết nhau. Công giáo Việt Nam cũng thế, sẵn sàng chém giết nhau. Và khi chúng ta nói đến vô thần, chúng ta đả phá sự vô thần, chúng ta không chấp nhận chuyện vô thần, nhưng không có nghĩa là chúng ta xiển dương sự cực đoan của các tôn giáo. Tôn giáo khi đi vào cực đoan còn nguy hiểm hơn cả là vô thần. Bởi vì chúng ta được lèo lái, chúng ta bị lèo lái bởi những cái đầu trác tuyệt, những cái đầu siêu việt, họ lèo lái chúng ta.
Bây giờ đó, cả hàng ngàn năm, gần 1.000 năm đã trôi qua rồi, chúng ta nhìn lại cái sự kiện của Âu Châu có những cuộc thánh chiến. Tại sao người Ả Rập với người Công giáo của Âu Châu là thù nhau một cách gọi là chí tử, đến tận bây giờ không đối thoại được với nhau? Đó là bị dẫn dắt. Công giáo đã bị dẫn dắt, tín đồ Công giáo đã bị dẫn dắt. Và ngay như cái chuyện gọi là chuyện xâm lăng xâm thực cũng vậy. Các vị đi xâm lăng các quốc gia khác và tìm cách bào mòn cái văn hóa của các cái quốc gia mà các vị đến. Và các vị nhân danh là các vị đem niềm tin, các vị đem ánh sáng của Thiên Chúa đến. Nhưng đó chỉ là sự nhân danh thôi. Chứ hành vi bàn tay của các vị nó bẩn, nó y như một bọn cướp vậy. Tức là mang ông Giê-xu đi ăn cướp. Treo ông Giê-xu lên trên thập giá để đi ăn cướp. Vatican, Công giáo Âu Châu, đặc biệt Công giáo của Pháp, là treo ông Giê-xu lên trên cây thập giá và dẫn đầu đoàn quân ăn cướp. Các cuộc thập tự trinh nó là như vậy. Và kể cả là Việt Nam, xâm lăng vào Việt Nam cũng vậy. Cũng là treo cây thánh giá, treo ông Giê-xu lên cây thánh giá và lúng lẳng đẩy cái cây thánh giá đó vào Việt Nam. Chúng ta nói nhiều đến cái chuyện chữ quốc ngữ của chúng ta, nhưng chúng ta đang nói rất gần, đang nói gọi là ngắn đó, ra từng giai đoạn một. Chúng ta mang ơn những người giáo sĩ của gốc gác của Tây Ban Nha khi làm cái chuyện chữ quốc ngữ. Tuy nhiên đó, đã đến lúc chúng ta cũng cần phải tỉnh lại. Ngày hôm nay đó, có rất nhiều những cái gọi là cổ thư của chúng ta, của dòng Bách Việt mà chúng ta không nắm được, chúng ta không với được, chúng ta không đọc được, chúng ta không hiểu được. Đó chính là đạo lý vậy. Đó là một phần chính của đạo lý. Tổ tông, con người mà không có tổ tông thì con người đó trước sau gì cũng là vong thân thôi. Chính cũng là vọng ngoại, là vong thân thôi. Và chúng ta đi vào vong thân, bị vong thân mà chúng ta không biết. Khi chúng ta không nối được với cội tổ của chúng ta, chữ nho của chúng ta, chữ nho của dòng Bách Việt, chúng ta bị trôi nổi vào cái chuyện là kẻ thù Hán, kẻ thù phương Bắc, người Tàu, và chúng ta coi chữ đó là chữ Tàu, trong khi Tàu nó chẳng có cái con mẹ gì cả. Cái chữ nho đâu phải là người Hán làm ra. Khổng Tử là người nước Lỗ, và khi học trò của ông hỏi chữ từ đâu mà ra, đạo từ đâu mà ra, tức là chữ nho đấy, thì ông chỉ về phương Nam. Phương Nam của nước Lỗ là đâu? Là bờ Nam của sông Dương Tử, chảy dài xuống chúng ta, tức là Chiết Giang và xuống tới Lạc Việt của chúng ta. Cho nên chúng ta rất dễ gọi là bị rơi vào cái tình trạng bài xích, và chúng ta phủi phẩy cả ngôn ngữ tiếng nói của tổ tiên của chúng ta. Thưa các anh chị em, bản diện tay sai, cái thế lực của Illuminati, họ đã làm ra cuộc tương tàn, cuộc hỗn chiến của thế giới, chia đông chia tây ra, và đưa ra một cái gọi là cái ý thức hệ cộng sản. Họ đã thành công ở Nga, và họ triệt tiêu ngay được trước mắt là cái thế lực gọi là thế lực hung hiểm đối với họ, tức là thế lực nguy hiểm nhất đối với các cái chủng người của dòng Khan đó, Khazarians, tức là dòng Bắc Á, dòng mà giai đoạn năm 1200
là những người Mongolis, những người Mông Cổ thành Cát Tư Hãn đã làm gần như là làm chủ gần như là hết của thế giới và đánh xuống cả Việt Nam của chúng ta. Tuy nhiên là họ thất bại. Họ đánh đâu nó thọ thắng đó. Nhưng ba lần đánh vào Việt Nam đều bị bật ngửa. Cái giống dân đó là giống dân hết sức đặc thù. Nhiều người nói là người Do Thái thì đâu có dính dáng gì đến cái chuyện Khazarians. Giờ chúng ta nói đến người Đông Nam Á, người Lào, người Campuchia, người Thái Lan, cái màu da là cái màu da gọi là màu da ngăm. Người Việt của chúng ta đó, những người bản địa từ phía Thuận Hóa đổ vào đó, là mang màu da ngăm Champa. Champa và Tây Nguyên, tức là Phù Nam. Trong khi những người Mường, những người Lạc Việt là mang màu da nó trắng hơn, thì cái người của Do Thái cũng vậy. Những người Do Thái bản địa trời sinh của vùng Trung Đông là da ngăm ngăm, chứ không có trắng ởn, mốc. Trong khi ngày hôm nay chúng ta nhìn những người Do Thái, người mà mang quốc tịch Do Thái, Israel ngày hôm nay, 10 người thì 8 người mang màu da trắng mốc. Màu da trắng mốc là màu da đặc thù của Bắc Á. Âu Châu, nhiều, rất nhiều người của Âu Châu, dòng giống của Âu Châu là từ Bắc Á đi sang. Màu da là màu da trắng nhờ nhờ. Cổ nhân của chúng ta gọi là bạch quỷ. Vì thế đó, ngày hôm nay, cái câu chuyện của Do Thái, câu chuyện của Israel, người ta cũng đang phải đặt lại rất nhiều vấn đề. Phải chăng Israel chỉ là một cái tên thôi, và một cái giống dân không phải là giống dân bản địa của Israel đang mượn danh người Israel để làm những điều có lợi cho cái chủng tộc của mình? Đó chính là những chủng tộc Khazarians. Năm 1917, năm 1918, cuộc gọi là cuộc cách mạng Bolshevik khi thành công, thì với cái sức mạnh gọi là với cái màu áo của Bolshevik đó, của cộng sản đó, là tràn xuống, tràn sang bên Trung Cộng, tràn sang bên Trung Hoa. Trung Hoa giai đoạn năm 1911 đã có một cuộc cách mạng, và cuộc cách mạng đó nó tườm tượp như là cuộc cách mạng ở Mỹ người ta đã làm. Bởi vì Tôn Trung Sơn là người mang tư tưởng từ Hawaii, từ Hạ Uy Di, tư tưởng cách mạng We Are People. Chúng ta là quần chúng. Chúng ta là nhân dân, tức là bình đẳng. Vì thế mới có cái chuyện là dân quốc, gọi là cách mạng dân quốc. Năm 1911, cuộc cách mạng dân quốc, cuộc cách mạng Tân Hợi đó đã thành công. Tuy nhiên, những cái thế lực, đặc biệt là thế lực của người Nhật, cũng như là những thế lực cát cứ địa phương tại Trung Hoa, bởi vì đất nước quá rộng, quá lớn, đã làm chững lại cái gọi là cái con đường thành công cho cuộc cách mạng dân quốc. Và cộng theo cái sự xuất hiện của thế lực cộng sản từ năm 1920 đã nỗ lực tối đa để hỗ trợ cho những người gọi là những người cộng sản tàu.
Và những người cộng sản Tàu đó cho tới giai đoạn sau năm 1932 là gần như họ đã được sự hỗ trợ của chủ yếu là của người Mỹ và của người Nga để đi đến cái chuyện làm chủ đất nước Trung Hoa năm 1949. Ở từ cái giai đoạn năm 1932 đến năm 1940, không ai có thể ngờ được là Cộng sản có thể thắng được Quốc dân Đảng. Nhưng nhờ cái lực của người Mỹ, nhờ cái lực của người Nga mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành công. Vậy đã đến lúc chúng ta phải nhìn thật kỹ cái lực của người Nga là lực ở đâu. Cái lực chính thúc đẩy và quán xuyến cái chế độ Cộng sản Nga nó là ở đâu? Nó là ở Mỹ ấy. Nó ở những cái dòng tộc Khazarian đang nắm quyền tại nước Mỹ. Và Mỹ cũng vậy, bảo là những thế lực của người Mỹ ngay như tại Việt Nam của chúng ta, mặt trận gọi là mặt trận Quảng Tây của Trung Hoa đó, năm 1946 là cái thế lực của họ đổ vào trong Việt Nam như thế nào? Trong Việt Nam và giúp cho Cộng sản Việt Nam như thế nào? Họ đẩy lên cái nhân vật Hồ Chí Minh sao? Nhấn mạnh lại Hồ Chí Minh là người Tàu, người choang Tàu, tức là người Tàu nùng của đất Quảng Tây. Cho nên ngay như là khi mà ông chết, trước khi hấp hối là ông mong cái gì? Ông ước mơ cái gì? Ông ước mơ được nghe một cái bài dân ca, cái bài dân ca của người choang, tức là tổ phụ của ông. Và cái người y tá là người choang, đặc biệt là kề cận của ông ấy. Tức là ông Hồ Chí Minh là đâu có phải, kể cả là những lời nói ông ta nói trước diễn đàn hay ông ta nói trước micro là giọng của ông ta đâu, thưa không. Tất cả đều là giọng của người khác hết. Ông ta chỉ là một cái máy thôi. Ông Hồ Chí Minh chỉ là một cái máy nói thôi. Và cái đời sống của ông Hồ Chí Minh không có gì đặc biệt cả, bởi vì ông chỉ là cái xác. Và người ta mượn ông đặt chỗ này đặt chỗ kia, còn tất cả mọi thứ đều lèo lái phía đằng sau bởi một cái thế lực, đó chính là thế lực Illuminati. Và cái điều cuối cùng, điều ước ao cuối cùng của ông là gì? Mơ được nghe một khúc dân ca nùng, tức là Tây nùng, của người Tây nùng choang. Người y tá đã hát cho ông và ông chết khi đang nghe bài dân ca choang. Thưa các anh chị em, đất nước của chúng ta đang cần ngày hôm nay những người của thế hệ hôm nay. Chúng ta nhìn cái giai đoạn từ năm 1900 gọi là 1924 đến năm 1949 ấy, của cái cuộc cách mạng gọi là cái cuộc cách mạng người Tàu đó, cuộc cách mạng Hán, cuộc cách mạng Cộng sản Tàu đó, từ năm 1924 đến năm 1948, năm 1949 ấy, và kéo dài đến tận ngày hôm nay, chúng ta nhìn thấy rất nhiều vấn đề. Và khi mà chúng ta nhìn cái tình trạng gọi là từ năm 1945 đến năm 1954, tức là gọi là kháng chiến 9 năm của chúng ta, chúng ta cũng nhìn thấy thật rõ là cái màu áo, màu cờ sắc áo và thế lực hoàn toàn là thế lực của người Tàu, tức là thế lực của Illuminati mượn tay người Tàu để làm ra cái gọi là cuộc kháng chiến 9 năm tại Việt Nam. Và nó dẫn ra đến năm 1954. Dẫn ra năm 1954, đất nước Việt Nam bị chia đôi. Và
cái hệ quả thảm khốc cho đến ngày hôm nay chúng ta đang ôm một cách hết sức là đau đớn. Người Nam, người Bắc không nhìn được nhau, không nhìn được mặt nhau. Và đó là ước mơ gì? Đó là cái ước mơ lớn nhất của những người bản chất, gọi là bản chất quỷ, bản chất Illuminati, đi đến đâu thì xé ra đến đó. Tại sao chúng nó tác động để cho Đông Đức và Tây Đức không nói chuyện được với nhau, trở nên thù hận với nhau? Tại sao chúng nó làm ra bằng cách này hay cách khác để Đại Hàn phải chia ra làm đôi, để người Bắc Hàn và người Nam Hàn không nói chuyện được với nhau, không nhìn nhận được nhau? Cũng như là Việt Nam của chúng ta cũng vậy. Chúng ta không nhìn được mặt nhau. Nam Bắc chúng ta không nhìn được mặt nhau. Vì thế, ngày hôm nay, cái gánh nặng đang đè lên vai những người ngày hôm nay 40 tuổi, 30 tuổi, hoặc là sấp xỉ 50 tuổi. Trên 50 tuổi là khó lắm rồi. Trên 50 tuổi đã vướng vào sự chật hẹp của thù hận Bắc Nam rồi. Cái gánh nặng đang đè lên vai những người ngày hôm nay ở cái lứa tuổi 30-40. Chúng ta chỉ có thể làm được chuyện lớn lao khi thật sự nó mang cái tinh thần gọi là giống như là tinh thần năm 1911, cuộc cách mạng Tân Hợi của Trung Hoa, tức là We Are People, cuộc cách mạng Mỹ năm 1789, năm 1776, cuộc cách mạng We Are People. Chúng ta là dân tộc là chúng ta là quần chúng bình đẳng. Chúng ta đã bị chia ra hết sức nhiều. Thế lực Illuminati đã có rất sớm tại Việt Nam. Chúng ta có những nhà cách mạng, thậm chí là những nhà cách mạng ở Pháp, thí dụ như là ông Tạ Thu Thâu chẳng hạn. Ông Tạ Thu Thâu cũng là người đã trôi nổi vào trong tam điểm, trong hệ thống Illuminati của cái giai đoạn năm 1910. Và ông Tạ Thu Thâu là đi theo cái tư tưởng đệ tứ cộng sản, cũng là Illuminati đó, nhưng mà đi theo cái tư tưởng đệ tứ cộng sản. Và chủ trương của ông ấy là dù rằng đệ tứ cộng sản hay là Illuminati thì đó chỉ là phương tiện để ông ấy đặt tay vào được quyền lợi của đất nước thôi, dâng hiến được đời mình qua cái phương tiện đó để dâng hiến cho tổ quốc, cho đất nước mà thôi, sự độc lập của dân tộc. Đó là ông Tạ Thu Thâu. Và vì thế mà ông Tạ Thu Thâu bị giết chết tại Việt Nam. Nói đến những nhân vật như vậy là chúng ta thấy ra những sự đau đớn. Thế lực của Illuminati đẩy con người ta vào, cũng là gọi là lý tưởng cách mạng đó, nhưng mà đệ tam quốc tế và đệ tứ quốc tế. Những người mang cái tinh thần như ông Nguyễn Tất Thành là bị trôi vào đệ tam quốc tế. Ông Nguyễn An Ninh cũng bị trôi vào đệ tam quốc tế. Nhưng ông Nguyễn An Ninh là một nhân vật nó tường tiệp như là cụ Tạ Thu Thâu. Tức là chỉ coi những cái phương tiện, tức là chuyện của Illuminati tam điểm chỉ là cái phương tiện để tìm cách đem lại lợi nhuận tốt nhất cho dân tộc mà thôi. Tức là mượn gió bẻ măng. Và những cái suy nghĩ mang cái tinh thần mượn gió bẻ măng đều đã bị tiêu diệt. Ông Tạ Thu Thâu cũng bị tiêu diệt. Và Phạm Quỳnh cũng bị tiêu diệt. Và Nguyễn An Ninh cũng bị tiêu diệt. Và tiêu diệt bằng những người đệ tam quốc tế. Bị đệ tam quốc tế tiêu diệt. Cái câu chuyện của Nguyễn Tất Thành khi từ Pháp đi sang bên
Anh Lê, rồi từ Anh Lê sang bên bên Nga, rồi rồi trở về về Thái Lan, rồi hoạt động đến Hương Cảng để hoạt động là do sự sắp xếp của Đệ Tam Quốc tế hết. Thế là Đệ Tam Cộng sản ấy, Đệ Tam Quốc tế tức là của Cộng sản ấy. Và trên đỉnh của Cộng sản là Illuminati. Đất nước của chúng ta đau thương là thảm cảnh người miền Bắc và người miền Nam không nói chuyện được với nhau. Càng về phương Bắc thì càng mất cái bản sắc của dân tộc, cái bản chất của dân tộc. Vô Thần là người miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề vô cùng từ sau cái giai đoạn năm 1949. 1949-1954 là miền Bắc bị trôi nổi vào cái thế lực của phía theo Trung Quốc quá nặng. Và cái câu chuyện gọi là Vô Thần nó tràn lan đấy. Nó khác với miền Nam. Và ngày hôm nay chúng ta đang cần nhìn cái yếu tố Vô Thần nó tác động nguy hiểm như thế nào đến với dân tộc của chúng ta. Đồng thời cũng chúng ta cũng phải nhìn thấy những sự cực đoan của giới gọi là hữu thần, để chúng ta phải tìm ra một cái con đường đó là con đường trung đạo, không đi vào cực đoan tôn giáo hay là cực đoan vô thần. Đất nước của chúng ta khốn nạn vì hai thứ cực đoan đó, cực đoan tôn giáo và cực đoan vô thần. Và điều này những người ở cái lứa tuổi 60 khó có thể tác động, gọi là tác động thiện, tích cực cho cái vận hội của đất nước trong tương lai được. Mà nó tùy thuộc vào cái thế hệ trên dưới 40 của ngày hôm nay. Người Trung Hoa họ đã mất bản chất dân tộc nặng nề hơn chúng ta rất nhiều. Việt Nam miền Bắc của chúng ta bị mất theo cái bản chất dân tộc. Vốn dĩ cái bản chất dân tộc của chúng ta, của người Lạc Việt, là chúng ta đã bị gọi là đã bị cắt đứt đoạn từ cái giai đoạn của bà Triệu, từ thời của bà Triệu. Chúng ta có hơn 800 năm bị đứt đoạn. Chúng ta không nhận được chúng ta là ai. Chúng ta không nhận được chúng ta là Việt. Chúng ta bị đồng hóa là người Tàu. Chúng ta bị đồng hóa là người Hán. Đường Tống thế này thế nọ. Đường Tống Nguyên Minh Thanh. Và có những con người kiệt xuất đã kéo những người Việt Nam, những người Lạc Việt, những người Văn Lang trở lại với tổ phụ bằng những cuộc gọi là những cuộc cách mạng, từ Lý Bôn, Lý Bí đến Triệu Quang Phục đến đến thời nhà Đinh, và chúng ta đã giành lại được độc lập. Tuy nhiên để bảo vệ sự độc lập của chúng ta, tổ tiên của chúng ta từ thời nhà Đinh, từ thời nhà Lê, tức là Tiền Lê, cho đến nhà Lý, nhà Trần, là chúng ta vô cùng khó khăn. Cha ông của chúng ta vô cùng khó khăn. Bởi vì chúng ta đứng bên cạnh một thằng quá lớn, phía Bắc của chúng ta là một thằng quá lớn. Hán, bọn Hán quá lớn. Và lịch sử của chúng ta đã bị bóp méo rất nhiều, đã bị chà đạp, đã bị bôi bẩn, đạo lý của cha chúng ta cũng bị bôi bẩn. Thậm chí là cái câu chuyện gọi là câu chuyện mẫu hệ của chúng ta cũng bị phá nát. Đừng quên tới thời bà Triệu là Việt Nam, tức là Lạc Việt là mẫu hệ, tức là người quyết định trong gia đình là người mẹ,
là người phụ nữ, là người vợ, chứ không phải là ông chồng. Ông chồng chỉ là phụ mà thôi. Cái đất nước Trung Hoa có quá nhiều dân tộc Việt nhưng không còn nhận được mình là Việt nữa. Và vì thế tổ phụ cũng quay mặt. Cho nên đã đang đến lúc chúng ta cần phải tìm về thần của mình, và chúng ta cũng phải cần hiểu rằng thần tổ của chúng ta cần chúng ta vô cùng. Và các ngài muốn rằng chúng ta sạch sẽ khi chúng ta tiếp nhận lại cái giang sơn mà chúng ta sẽ có trong những năm sắp tới đây. Và các vị ấy chắc chắn không thể nào, gọi là không thể nào đơn độc được. Thần mà. Họ sẽ phải liên đới, họ sẽ phải có những sự tác động để liên minh với nhau. Thế giới thần họ phải liên minh với nhau để làm sạch tâm tư của hậu duệ của họ. Tâm tư hậu duệ những người Việt Nam ngày hôm nay có sạch hay không? Chúng ta không sạch đâu. Chúng ta bị ảnh hưởng quá nhiều. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi người Pháp. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi những thứ tôn giáo cực đoan, kể cả là Công giáo lẫn Phật giáo. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi chế độ cộng sản. Vô thần, vô gia đình, vô tổ quốc. Cho nên con người ta sống là cào, là bới, là móc, là moi để na vào mồm. Chúng ta sống tham lam, chúng ta sống ích kỷ. Và thần của Việt Nam, các vị thần của chúng ta, họ nhìn một đàn hậu duệ tham lam như vậy, họ có vui sướng không? Không, tôi không nghĩ là họ vui sướng. Và cái nghiêm cẩn của bậc đã thành thần rồi thì họ sẽ phải làm thế nào đấy để cho chúng mày chết bớt đi. Ngày hôm nay câu chuyện mất nước của miền Nam đang gợi cho chúng ta một sự tỉnh thức. Đồng thời ở phương Bắc có những hiện tượng về mặt trời đỏ, hiện tượng về tối sầm lại giữa ban ngày. Đó là những thiên tượng. Những thiên tượng để cho chúng ta tỉnh táo, để cho chúng ta tỉnh thức lại. Chúng ta giành giật nhau không có lợi gì cả. Ngày hôm nay mà chúng ta còn cắm đầu cắm cổ, chúng ta giành giật nhau, chúng ta cào xé nhau, chúng ta cấu xé nhau để mà có một chút tài sản để chúng ta ôm giữ đó, thì rõ ràng là chúng ta là những người đang cực kỳ ngu, tức là đại ngu. Với cái trí tuệ bình thường thôi và với cái tâm linh bình thường thôi, người ta phải nhìn thấy cái cục diện ngày hôm nay đang đi đến một bản lề của sự thay đổi. Và sự tồn tại sau cái cuộc thay đổi đó chỉ dành cho những con người thiện, những con người thiện lương. Ngày hôm nay anh có giành giật đến đâu đi nữa, anh có ôm vào ngân hàng, anh có vàng bạc cả hàng tấn vàng ở trong gia đình của anh, cũng sẽ là zero hết, cũng sẽ là tan biến hết. Nhưng mà giờ này là giờ chúng ta cần tỉnh thức, giờ này là giờ chúng ta cần tìm về lòng thiện của chúng ta, bởi vì sức mạnh tâm linh đã bắt đầu hiện hữu. Thần tổ, tổ thần của chúng ta đã có một sự phối hợp với những thần tổ, tổ thần của những giống dân khác, của những dân tộc khác, để reset lại, để làm lại cái trái đất này, làm lại cái thế giới này. Thế giới này không phải là chỉ có một cuộc văn minh là của chúng ta, không? Khoa học người ta nhìn ra, nhận ra ít nhất đã có 5 cuộc văn minh. Tức là khoa học nhìn ra thôi. Chứ còn những thứ chưa nhìn ra thì nó khổng lồ vô cùng. Khi
sự tàn ác, khi sự bẩn bựa nó đến mức độ gọi là chịu không được nữa, thì thần linh sẽ ra tay. Và thần linh đang báo động cho chúng ta về một sự ra tay đó. Cho nên giờ này là giờ đang cần tìm lại với nhau với sự từ thiện, với lòng thiện, để chúng ta còn tồn tại sau cuộc reset sắp tới. Thưa các anh chị em, đừng để mất thần, đừng để mất thần linh, đừng để mất tổ, tức là mất tổ quốc, và đừng để trở thành vô thần. Đồng thời cũng đừng để trở thành cực đoan về hữu thần, tức là về tôn giáo. Đừng để người ta dẫn chúng ta như những con cừu để trở thành gọi là cực đoan tôn giáo. Thưa các anh chị em, ngày hôm nay trao đổi với nhau những điều như vậy, hy vọng rằng có được những sự lợi ích trong chúng ta. Xin kính chào các anh chị em.